Xin chào tất cả các bạn độc giả tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Hiện tôi đang có mặt tại số 272 đường Võ Thị Sáu, nơi diễn ra triển lãm AV Show 2018 lần thứ 14. Cũng như mọi năm, AV Show là nơi để các nhà phân phối hàng đầu Việt Nam tham gia hội tụ để giới thiệu những thiết bị nghe nhìn high-end, hi-fi và các hệ thống home theater mới nhất. Vậy thì AV Show 2018 này có điểm gì đặc biệt? Đầu tiên phải nhắc đến là Yamaha Việt Nam đã mang đến một cây đàn piano đặc biệt. Đây là cây đàn piano Dislavia. Vì sao nó đặc biệt? Bởi vì nó có khả năng tự chơi nhạc. Bên cạnh đó, hòa với xu hướng của thế giới, đó là những cái trải nghiệm không dây. Không dây ở đây bao gồm cả không dây cho các hệ thống hi-fi và các kết nối không dây cho hệ thống home theater. Ngoài ra, tương tự như mọi năm, nhà phân phối Anh Duy mang lại những buổi trình diễn live. Và đặc biệt là buổi trình diễn live này được playback lại trên hệ thống high-end, được phối ghép từ hệ thống loa tăng noi và bộ khuếch đại của Acuphase. Và bây giờ hãy cùng tôi vào bên trong để khám phá triển lãm AV Show 2018. I need to choose, need to decide.
time to stand up, jump to the other side. One way to go, I won't know until I try.